chơi bời. Vâng, và xin chào bác quay trở lại kênh YouTube Báo Audio. Hôm nay thì quay trở lại kênh của em. Tiếp tục gửi tới các bác một sản phẩm mới nữa. Thực tế thì sản phẩm này ở trên thị trường không phải là mới, cũng đã ra mắt cách đây khoảng tầm 1-2 năm rồi. Tuy nhiên là hôm nay thì em mới có điều kiện để đưa về shop thì em cũng bán cho bác để bác tham khảo cũng như là lựa tham khảo thêm, lựa chọn thêm. Đây là một mẫu loa Bookshelf của trong một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Calip, đó là mẫu Calip RP600M. Phân khúc dòng Bookshelf này nằm trong series RP của hãng và có rất nhiều phân khúc như là RP600M, RP6000F hay là 8000F và những đôi loa cột của cái dòng dài series này. Thì hôm nay thì hàng về là hàng mới 100% của do anh Duy Audio phân phối cũng như là giới thiệu các bác và chia sẻ các bác một chút thêm một cái lượng bộ loa Bookshelf phân khúc giá khoảng tầm trên dưới 10 triệu để các bác lựa chọn cũng như là có thể đưa về trong những không gian phối ghép của mình. Đây là cặp Bookshelf với cái em sẽ quay lại gần cho các bác tham khảo, bây giờ sẽ bỏ cái EK này ra, với cái thiết kế rất đặc trưng của Calip. Thì các bác nhìn cái của Calip thì các bác biết ngay nó có một cái thiết kế khá là mới so với lại các phiên bản tiền nhiệm như là RB81. Thì cái đây là có cái thiết kế với chiều cao thì khoảng 40 cm, chiều ngang của nó sẽ là con này ngang khoảng tầm để ước chừng các bác nhé, ngang nó sẽ khoảng là 20 cm và sâu của nó sẽ là 30 cm. Đó, thì với một cặp loa Bookshelf với cái đường kính khoảng 16.5 cm này và ở trên vẫn là một cái chép là chép họng kèn rất là đặc trưng của Calip. Thì các bác biết rằng cái một cái thiết kế độc quyền của một hãng nào đó thì khi họ làm ra tất cả các đôi loa đều có một cái điểm gần như giống nhau hết để nhận diện thương hiệu cũng như nhận diện cái chất âm của hãng loa đó. Thì đối với phiên bản loa Calip RP600M ấy, đầu tiên về hình thức các bác nhìn này, em về hàng là màu walnut cho các bác, màu walnut. Con này thì đã gỗ này là gỗ MDF đã được xử lý nhiệt. Thì hầu hết các loa bây giờ đều dùng là gỗ MDF xử lý nhiệt hết các bác, để cho nó là gì, một là nó tránh cái việc mà cộng hưởng tiêu cực khi mà bên trong xảy ra những cái cộng hưởng của loa khi loa vận hành. Cái thứ hai là nó sẽ không bị co giãn nhiệt ở các cái điều kiện môi trường khắc nhiệt khác nhau, như là ở xứ lạnh hay là xứ nóng hay nóng ẩm như Việt Nam, thì gỗ MDF ấy, nó sẽ có một đặc điểm là nó hoạt động rất là bền bỉ với thời gian. Do đó là gần như các hãng bây giờ đều sử dụng gỗ MDF ít khi họ dùng gỗ thịt lắm. Dùng gỗ thịt thì hay xảy ra vấn đề là co nhiệt rất là mệt. Và được làm dạng xước như này để cho nó chống bám bụi các bác nhé, chống bám bụi. Do đó là các bác dùng rất là sạch sẽ. Tiếp đến là gì? Toàn bộ phần hông xung quanh đều là được sử dụng bằng gỗ MDF hết. Còn mặt trước đây là một cái điểm cải tiến của Calip RP600M, là sử dụng một cái tấm silicone dạng lớn như này để làm cho khả năng triệt tiêu rung động của loa khi loa tỏa ra. Đấy, và bên trong đây thì sử dụng một cái loại là loại mà vòng chassis horn 90x90 độ để cho độ tỏa của cái loa là tốt nhất. Khi mà đây cũng là cái điểm đặc trưng của loa dạng họng kèn, thì đâm ra là khi mà chúng ta nghe những dòng nhạc không lời, dòng nhạc vocal hay acoustic ấy, dòng nhạc đòi hỏi sự chi tiết và sự chính xác và rõ ràng về âm thanh ấy, thì cái chép họng kèn nó luôn luôn có một điểm đặc biệt, nó luôn tạo ra một cái điểm rất đặc biệt cho âm thanh khi mà chúng ta nghe nó rất là rõ ràng và chính xác và chi tiết đó. Và bên trong đây là gì, là một cái màng loa đấy thiết kế rất đặc biệt. Xin lỗi các bác, bên trong có sử dụng cái chép nhé. Chép này thì rất đặc biệt và nó có khả năng là làm cho cái chép này còn được thiết kế thêm một cái lỗ thoát hơi riêng, làm cho cái âm thanh ấy, nó tránh được cái dạng sóng đứng và tạo ra cộng hưởng loa tốt nhất. Cái đặc điểm biết nó có một lỗ thoát hơi riêng cho chép. Bình thường các bác biết là cái chép và bát sẽ dùng chung một cộng hưởng, nhưng mà chép không bao giờ có chế độ để làm thoát hơi, nhưng mà riêng con chép này được tạo thiết kế có một cái lỗ thoát hơi cho nó để cho nó tránh cộng hưởng sóng dọc các bác, sóng đứng các bác, xin lỗi các bác, tránh cộng hưởng sóng đứng. Đấy là cái điểm rất đặc biệt của cái con chép trên dòng RP600M này. Và cái phần loa tweeter này là dạng màng titanium các bác, titanium với đường kính khoảng 2,54 cm, thì cái giải cao của nó, khả năng hoạt động hiệu quả của nó lên tới 25 kHz các bác nhé. Bình thường trong cái dòng loa Bookshelf thì giải cao của nó chỉ đạt trung bình, thường các loa sẽ khoảng 20 kHz thôi, nhưng con này đã đạt tới khoảng 25 kHz. Và cái điều đặc biệt là gì, nó sử dụng cái phay plug như một bộ lọc, thì đảm bảo cái đáp tuyến của nó tần số rất là mượt và cũng như là bảo vệ tốt cho màng loa. Đâm ra cái tweeter của con dòng Calip 600M đã được cải thiện rất là rõ ràng các bác nhé.
là cái điểm cải thiện lớn nhất của dòng loa này đó chính là dòng cái tweeter của nó đã được thay đổi về vật liệu cũng như thay đổi về tính năng, đâm ra là khi mà nghe thì nó độ sáng của âm thanh tốt hơn nhiều. Đấy, đấy là điểm đặc biệt đầu tiên của cái dòng loa này mà em muốn gửi tới các bác. Tiếp theo là cái gì? Đấy là dòng loa bass. À, xin lỗi các bác, đối với phần loa bass ấy thì vẫn đặc trưng của clip thôi, vẫn là một dạng màng ceramic phủ đồng màu vàng óng như này. Ceramic metallic phủ đồng, và gần như là các cái dòng bass của Calyp gần như đặc trưng dòng nào cũng được vật liệu màng ở dưới này cũng đều là phủ đồng hết, và gần nó là gần cao su. Đường kính của nó thì là đường kính 16,5 cm các bác nhé, 16,5 cm. Đây là một dạng đường kính trung bình của loa. Thì gần như là những dòng loa Buxell thì có đường kính cơ bản thông số chuẩn của nó thường cũng sẽ là khoảng 16,5 cm hết. Và cân nặng của một chiếc loa này là 10 à, xin lỗi là gần 8 kg một chiếc loa các bác, cũng khá là nặng. Và bên ngoài đây cũng một phủ một lớp vòng dạng sexy horn nhưng mà kích thước là lớn hơn. Đấy, ở dưới là một cái logo của Calyp. Đó là phần phía trước của loa để review cho các bác cũng như là giới thiệu cho các bác. Bây giờ em sẽ quay bác xem ở phần phía sau của loa có nhé. Sau loa em sẽ quay bác xem luôn phía sau của loa cũng như thiết kế rất đặc biệt của nó. Đây là cái thiết kế phía sau của loa các bác nhé. Thì thiết kế phía sau của loa, cái lỗ thông hơi của cái dòng Calyp RP này, RP600M ấy, nó cũng rất là đặc biệt. Nó gần như tạo ra một cái thiết kế lỗ thông hơi kiểu dạng họng, cũng là dạng họng kèn luôn. Nó cho khi mà âm thanh hơi đẩy ra ngoài ấy, nó sẽ tỏa ra hai bên này để cho khả năng thoát hơi của nó là nhanh nhất và tốt nhất. Thì đây cũng là thiết kế rất là hay của dòng Calyp và họ đã có một khẳng định rất là tốt trên thị trường. Một điểm đặc biệt nữa là gì? Đối với dòng Calyp thì độ nhạy rất là cao, như con Calyp RP600M này độ nhạy lên tới 97 dB. Thì cái độ nhạy cao để các bác có thể làm gì? Độ nhạy cao các bác có thể hoàn toàn rất dễ dàng ghép với nhiều âm ly, thậm chí những âm ly công suất nhỏ 20W, 30W, 40W đều đánh rất là tốt. Chưa chứ không cần đến âm ly và công suất lớn, thì đấy là độ nhạy cao, nó sẽ mang lại một khả năng đánh rất là dễ dàng và ghép loa rất là dễ dàng đối với lại hầu hết tất cả âm ly các bác có thể ghép được. Đấy, thì độ nhạy càng cao càng dễ ghép loa, đấy là cái điểm tiêu chí chung các bác nhé, trong âm thanh cũng là như vậy. Và công suất của nó có thể đạt cực đại lên tới 400W cho hai loa, và bình thường sẽ là ở 100W ở một loa, tức là khi mà power peak lên ấy, peak power lên ấy, thì đẩy hết cỡ lên thì sẽ có thể là đạt tới 200W, nhưng mà trung bình ở bình thường sẽ là 100W một loa, và trở kháng sẽ là 8 ohm các bác, trở kháng 8 ohm. Và con này cũng thiết kế dạng là BY, tức là nó có thể đánh một đường tiếng như thế này, hoặc các bác có thể đánh hai đường tiếng cũng như là tháo ra đánh bắt chép riêng, thì các bác hoàn toàn có thể lựa chọn các phương pháp đánh, hoặc các bác có thể dùng cậy cái nhựa ra, các bác có thể dùng dây bắp chuối cũng được, thì tùy các bác lựa chọn hai cái giải bắt chép này. Nếu chúng ta đánh BY chúng ta sẽ tháo hai cái cầu này ra để các bác có thể đánh cái đường riêng, hoặc các bác để như thế để đánh một đường tiếng chung với nhau cũng được, đánh kiểu dạng stereo cũng được, thì tùy các bác lựa chọn phương pháp đó tùy phù hợp. Và mức giá tham khảo cho các bác là cái đối với cặp loa này sẽ là 12.100.000 các bác nhá. Để có mức giá tốt tốt nhất thì các bác hãy gọi hotline của Bường Audio 0964 801 493 để các bác có thể mua hàng với mức giá tốt nhất. Thì bây giờ em đã review cho các bác xem cái cặp loa Buxell Calyp RP600M. Thì bây giờ thì cũng xin phép mời các bác là nghe những cái chất âm, những cái âm thanh giai điệu đến từ cặp loa này để các bác có thể có những trải nghiệm âm thanh tốt nhất và đưa ra những cái quyết định của mình khi mua hàng và lựa chọn cho mình những cặp loa phù hợp đang có tại shop nhà em. Và Bờm Audio thì luôn phân phối những dòng loa chính hãng mới, chính hãng, và bảo hành cho bác chính hãng là 1 năm đối với phiên bản dòng Calyp này. Và rất nhiều các dòng loa các thương hiệu khác cũng đang được tại phân phối tại tại nhà em, nên là các bác yên tâm hoàn toàn mua được mức giá tốt nhất, bởi vì nhà em thì bán hàng hầu như là bán online là nhiều thôi. Đâm ra là rất là yên tâm về giá cũng yên tâm về cái sản phẩm của mình, cần là sản phẩm chính hãng các bác nhá. Đó, thì hôm nay âm ly em lựa chọn để phối ghép cho các bác là âm ly mà cũng là rất là hay và nổi tiếng, đó là tích hợp rất là nhiều thứ, ma răng CR412 có khả năng kết nối như là CD này, Bluetooth này, USB cổng quang, thoải mái cho các bác ăn chơi cũng như là ghép cho những cặp loa Buxell rất là dễ dàng và hay các bác nhá. Ok, bây giờ mời bác cùng là nghe chất âm đến từ cái chiếc loa Calyp RP600M này các bác nhá. Chiều vắng bước chân tôi thinh lặng bước trên con
người mới bước bên em, đôi bàn tay đang nắm chặt, nhìn tôi khẽ cười nói như chứng minh tình yêu. Người yêu cũ có người yêu mới bước qua tôi sau tim bồi hồi. Người yêu cũ có người yêu mới, tôi đứng im nhưng lòng tôi rối. Người yêu cũ có người yêu mới bước bên nhau đoạn đường đi tới. Người ta thay thế tôi bên em, thay thế tôi yêu em, thay thế tôi quan tâm về em. Ngày mai tôi sẽ yêu một người giống em bây giờ. Người ta sẽ hơn tránh tôi bất công vì còn thương em. Sáng của em như là lời nhắc cho tôi rằng Sài Gòn lạc nhau là mất, kẻ ở người đi lối vô tình. Tôi sao tim bồi hồi, người yêu cũ có người yêu mới, tôi đứng yên nhưng lòng tôi rối. Người yêu cũ có người yêu mới bước bên nhau đoạn đường đi tới. Người ta thay thế tôi bên em, thay thế tôi yêu em, thay thế tôi quan tâm về em. Ngày mai tôi sẽ yêu một người giống em bây giờ. Người ta sẽ hơn tránh tôi bất công vì còn thương em. Hình dáng của em như là lời nhắc cho tôi rằng Sài Gòn lạc nhau là mất, kẻ ở người đi lối vô tình. Sài Gòn lạc nhau là mất, kẻ ở người đi lối.